nữa cả nhà. Hôm nay em sẽ làm video này phân biệt giữa HK9 Pro bản Gen 1 và HK9 Pro bản Gen 2 nó có sự khác nhau như thế nào nha. Cả hai phiên bản này đều có thiết kế size 45, màn là 2,02 inch và đều có thiết kế chuẩn màn AMOLED tần số quét 120Hz, có chip đời cao và đều là mang một cái hình ảnh thiết kế rất là chuẩn chỉ về hình thức. Mọi người có thể thấy sự khác nhau ở đây, đầu tiên là cái màn của bản Gen 2 nó sẽ có chế độ màn hình luôn sáng, còn bản Gen 1 nó sẽ có chế độ kim trợ ở 3 kim thôi mọi người nha. Điểm khác biệt thứ hai ở đây là bản Gen 2 đã có sự nâng cấp hơn so với bản Gen 1 về tin nhắn. Bản Gen 1 thì là bản quốc tế, nó chưa hiểu được ứng dụng của Zalo của Việt Nam là gì, thì đến bản Gen 2 nó đã cập nhật thêm cái tin nhắn của Zalo rồi mọi người nhá. Tuy nhiên ở bản Gen 1 chúng ta vẫn có thể nghe được cuộc gọi của Zalo, và cuộc gọi của Zalo thì ở bản Gen 2 cũng nghe được bình thường nhá cả nhà. Cả hai phiên bản này phông chữ tin nhắn rất là chuẩn chỉ, chuẩn tiếng Việt, và tin nhắn ở chế độ dài 2 trang anh chị đọc được, phông chữ rất là tròn nha anh chị nha. Và một điểm khác biệt cuối cùng nằm ở chỗ là bản Gen 2 đã nâng cấp thêm tính năng ChatGPT công nghệ AI nhân tạo thông minh. Khi mà anh chị hỏi gì nó sẽ ra đáp án cho anh chị trong vòng khoảng 2 giây. Đó, bây giờ em sẽ test tính năng ChatGPT cho mọi người tham khảo nha. Đối với những người mà dùng hệ điều hành iOS để kết nối với đồng hồ thì chúng ta có thể ChatGPT trên app trên đồng hồ cho em nhé. Cái app Fit Pro nó tích hợp sẵn luôn cái ChatGPT này. Và mình hỏi gì nó sẽ trả lời cho kết quả trong vòng khoảng 2 giây sau. Đây là kết quả rất là chính xác nha cả nhà. Diện tích đất nước Việt Nam là bao nhiêu? Các chị lưu ý cho em là mình phải đọc chuẩn nhá, phát âm chuẩn và không bị ngọng. Đó, thì nó sẽ có kết quả chuẩn xác cho anh chị. Đây ạ, nó sẽ có kết quả trả về cả trực tiếp trên đồng hồ và trên điện thoại cho anh chị luôn. Đó, đây ạ, đây là test tính năng ChatGPT cho anh chị nhá. Như vậy là qua video này các anh chị có thể hiểu được là bản Gen 1 và Gen 2 khác nhau như thế nào nhá. Và mọi người mua hàng bên em đều có sự lựa chọn về dây rất phong phú, có dây da, có dây thép, có dây cao su này, và thêm miếng dán màn hình chống trầy chống sức cho anh chị nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.